Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với Đồ Gỗ Hiền Lành. Ngày 5 tháng 1 năm 2020 thì chúng tôi lại tiếp tục làm clip giới thiệu tới toàn thể quý vị các bạn. Hôm nay các bác khách hàng từ Đông Hưng, Thái Bình, các bác đã về đặt cơ sở chúng tôi bộ ghế Tần Thủy Hoàng 100% làm bằng chất liệu gỗ hương vân. Còn các bác đang xem cả thêm kệ tivi nữa này. Các bác đã xem qua mạng internet YouTube của Đồ Gỗ Hiền Lành, các bác đã xem rất nhiều mẫu ghế tần hương vân rồi. Mà các bác đã đến cơ sở để đặt hàng. Và cơ sở sẽ bàn giao cho các bác trong thời gian sớm nhất để chơi Tết. Quý vị nào muốn sở hữu những bộ ghế tần gỗ hương chọn vân như này thì liên hệ ngay tới Đồ Gỗ Hiền Lành 0986 883349 hoặc 0985 226684. Chúng tôi là nghề La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Yên, tỉnh Nam Định.